Hãy cùng em chân tìm hiểu hoạt chất của hai cái sản phẩm này nó giống nhau và khác nhau như thế nào thì hiện tại có rất là nhiều chị em đã nhầm lẫn giữa hai cái sản phẩm này rồi bây giờ trên tay của em chân đây là hai cái sản phẩm à, có những cái thành phần và công dụng như thế nào có sự giống nhau và khác nhau ở điểm nào bây giờ bắt đầu mình sẽ tìm hiểu trên tay của em chân đây là một dòng serum thảo dược tái tạo được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược một trên tay của em mình đây là một cái hoạt chất uh, dạng biêu đây là phân tử nước của tci thì hai sản phẩm này có một cái cơ chế chung đặc điểm chung đó là đều là cơ chế bông da giúp quá trình tái tạo tăng sinh tế bào mới được nhanh hơn à và cái điểm chung đó là bông da đúng không giúp cho chị em mình thay thế một cái tế bào mới được tốt hơn để da của mình nó được uh, thay đổi uh, và cải thiện tình trạng da rồi bây giờ nói về cái uh, sự khác biệt. Bây giờ đầu tiên thì mình sẽ nói về cái em Bill này. Cái em Bill này là hạt chất phân tử nước có rớt nước chiết xuất hoàn toàn từ hữu cơ AHA. Và cái em này thì có nồng độ là không quá 30% nhưng khi tiếp xúc lên trên nền da nó có thể đi ở mức độ nông sâu tùy theo điều cân chỉnh khi mà mình sử dụng trên cái làn da và độ dày của da và tình trạng da mà mình cần áp dụng thì cái em này khi mà mình tiếp xúc lên làn da nó sẽ làm chết những cái tế bào đó để bóc tách sau 5 đến 7 ngày nó giúp cho làn da của mình nó được nhanh hơn bông nhanh hơn nè và cái em này cũng là có thể hỗ trợ phân hủy sắc tố ở tầng da ở lớp trung bì đặc biệt là nắm chân sâu và có thể làm mới đáy sẹo để giúp cho sẹo mình nó được cải thiện tốt hơn thì cái em này là mình thấy tính chất là có thể giúp cho da của mình bông nhanh hơn trong vòng 5 đến 7 ngày và khi dùng em này tác động lên nền da nó sẽ có tổn thương ha và sau này thì mình vẫn phải kết hợp với bất cứ một cái sản phẩm hạt chất dưỡng để phục hồi để củng cố lại cái làn da sau khi bông thì bây giờ mình đã hiểu về cái sản phẩm này được rõ hơn rồi đúng không rồi nhưng cơ chế thì nó vẫn phải là bông da rồi còn về tiếp theo là mình sẽ nói về cái sản phẩm đó là sản phẩm về sản phẩm serum thảo dược tái tạo đây trên tay của mình đây là cái serum thảo dược tái tạo thì mình đã chia sẻ rất là nhiều lần. Cái em này nó có tổng hợp tất cả các thành phần từ thảo dược nhân sâm, uh, linh chi, cam thảo, hoa anh đào có khả năng À, chống lại những cái tác nhân gây hại như là vi khuẩn nè và có thể điều trị được tất cả các bệnh lý như mụn thâm nám tàn nhang và em này cũng có cơ chế là bông da tái tạo nhưng cái mức độ của em này bông da nó chỉ bông ở cái tế bào chết rất là nông những cái lớp tế bào sần và già nua ở trên bề mặt da thúc đẩy quá trình tăng sinh tế bào được tốt hơn nhưng khi sử dụng em này cả nhà mình lưu ý một điều là khi sử dụng em này là phải kết hợp thêm sản phẩm kích bông từ cái em này. Đó là một cái điều sự khác biệt và em này chỉ bông ở mức độ khinh khe và thời gian sử dụng nó cũng sẽ chậm hơn. Ít nhất khi mà mình sử dụng cái em serum tái tạo này nó sẽ chảy dài theo cái cơ chế chu kỳ hoạt động tái tạo da tự nhiên của mình là nó sẽ dao động từ 28 đến 35 ngày tùy theo tình trạng da và độ tuổi của cái làn da của mình nữa. Nên khi mình sử dụng cái em này nó sẽ hoàn toàn khác với cái em này là một em là phải sử dụng đủ thời gian là một tháng còn em này là mình sẽ sử dụng à, nó sẽ bông da giúp cái thời gian của mình được nhanh hơn sau năm đến 7 ngày nó bông và khi sử dụng em này là phải kết hợp thêm em sản phẩm phục hồi có thể kết hợp thêm em tái tạo này đó là mình hiểu về hai cái sản phẩm này rồi bây giờ hai cái em này mình dùng có thể dùng cùng một lúc hay không Thật ra là có nhưng chị em mình hãy đón tiếp theo cái video mà em Trân sẽ chia sẻ về cái giữa hai cái sản phẩm này nó có sự liên kết với nhau như thế nào Còn video này thì em Trân mong là để chị em mình hiểu thêm về hai cái sản phẩm này cho nó chuẩn hơn À về để không thôi nhiều khi chị em inbox lại cho em Trân À chị đã dùng tái tạo rồi nhưng mà mình không biết phân biệt là em này là em Bill em này là em tái tạo Nhớ nha hai chị em rồi cảm ơn các chị em mình uh, đã xem video của em Trân